mạnh mẽ, hùng tráng, quyền uy, kết hợp hoàn hảo, nét đẹp miền mài, huyền truyện, thanh cao, tinh kế của đài sen bên dưới, chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, đó chính là đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, có bề dày lịch sử, nghìn năm văn hiến, có bao nhiêu thanh trầm tồn tại song hành và quyền uy, sức mạnh dựng nước, giữ nước. Đang phải bước trên sân khấu, đó chính là Minh Nguyệt đến từ câu lạc bộ nữ tiểu thương Trần Sâu với trang phục màu xanh tượng trưng cho đoàn kết hòa bình. Với bộ áo dài vô cùng xinh đẹp này, Hoàng Nguyệt muốn truyền cảm hứng đến với tất cả chị em phụ nữ một thông điệp: hãy sống hết mình, cống hiến và luôn vui vẻ hạnh phúc, vì phụ nữ là để yêu thương. Tiếp theo xin được chào đón phần trình diễn của chị Quảng Hạnh đến từ câu lạc bộ Zumba Liên Châu. Chị mang trên mình bộ áo dài đến từ thiết kế hiện đại, mang màu trắng nhã nhặn cùng với họa tiết phố cổ Hội An. Sự khéo léo của nhà thiết kế đã làm toát lên được vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Với chất liệu lụa bổng nhẹ, màu sắc tinh tế là điểm thu hút sự chú ý và làm nổi bật lên được vẻ yêu kiều, thanh lịch cho người mặc cũng như tôn vinh cảnh vật xung quanh. Hội viên phụ nữ thôn Nhật Chiều 1 mang tên Thu Nguyệt với tà áo dài thiết tha duyên dáng như những cô thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Từ bao đời nay, hình ảnh tà áo dài đã trở thành một trong những biểu tượng cho nét đẹp truyền thống không chỉ của người phụ nữ mà của cả dân tộc Việt Nam. Chiếc áo dài đã gắn bó với những thăng trầm của lịch sử để rồi tỏa sáng vẻ đẹp trong thời đại ngày nay. Đơn giản, gọn gàng, duyên dáng và thanh lịch. Có lẽ chính vì vậy mà áo dài trở thành trang phục truyền thống gắn bó với cuộc sống thường ngày của người phụ nữ Việt một cách tự nhiên và gần gũi. Tiếp tục bước ra sân khấu là Thanh Huyền đến từ thôn Nhật Chiêu 2. Lúc đứng gần, lúc đi xa, vẫn bay trong gió hai tà áo ơi. Áo dài không phải riêng tôi, mà khi em mặc, đất trời cũng nghiêng. Áo dài đỏ không chỉ là biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc trong văn hóa của Việt Nam, mà còn đại diện cho sức mạnh và quyền uy. Màu đỏ, ta cảm nhận được sự tự tin, kiêu hãnh, đã tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh của áo dài Việt Nam. Những người phụ nữ duyên dáng xinh đẹp trong bộ áo dài truyền thống, hiện đại trẻ trung trong công cuộc xây dựng xã hội giàu đẹp và văn minh. Tiếp tục bước ra sân khấu là Thu Thủy, thôn Nhật Chiêu Ba Trại xinh đẹp và không kém phần hiện đại. Vượt qua giá trị của chính mình trong vai trò sản phẩm tiêu dùng, chiếc áo dài đã đạt đến một vai trò quan trọng hơn, là một sản phẩm văn hóa đặc trưng, mang đậm đà bản sắc dân tộc, là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Của chính mình trong vai trò là sản phẩm tiêu dùng, chiếc áo dài đã đạt đến một vai trò quan trọng, trong đó là sản phẩm văn hóa đặc trưng, mang đậm đà bản sắc dân tộc, là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp tục bước ra sân khấu là Thanh Loan đến từ Nhật Chiêu 4. Thướt tha sáng đẹp áo dài, mảnh mai thanh lịch là người Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, yêu kiều quý phái gợi nên tình người. Em đi dự hội áo dài, tự hào khuê cáp là người Nhật Chiêu. Thưa quý vị, hoa trên mình tà áo dài, những cô gái thôn Nhật Chiêu 4 luôn tự hào được sinh ra tại mảnh đất Liên Châu yêu dấu. Trong thời gian qua, phụ nữ thôn Nhật Chiêu luôn đoàn kết yêu thương và giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một phát triển phồn vinh. Xin quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô gái đến từ thôn Nhật Tiến 1 mang tên Thanh Huyền. Đẹp lắm em ơi chiếc áo dài, xem kiểu bóc điếu bước khoan thai, thanh cao kín đáo thêm trang nhã, lịch sử yêu kiều với mảnh mai. Áo dài từ lâu đã trở thành nét đẹp, một trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Áo dài là hiện thân của dân tộc Việt Nam, là đặc trưng cho sự chịu thương, chịu khó, đức tính hy sinh của người phụ nữ Việt Nam. Trải qua hai hơn nghìn năm lịch sử, áo dài từ xưa đến nay vẫn giữ được nét đẹp vốn có. Tiếp theo, xin mời Tú Huyên bước ra sân khấu để thể hiện phần trình diễn của mình. Với chiếc áo dài thanh cao đã làm toát lên vẻ
thuần khiết. Bên trong chiếc áo dài tưởng như đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Tà áo dài truyền thống được người Việt Nam bảo tồn qua nhiều thời kỳ, trân trọng để truyền lại cho thế hệ mai sau. Áo dài trắng với những họa tiết hình bông hoa là biểu tượng của sự tinh tế, dịu dàng và thiết tha. Những bông hoa được thêu trên nền trắng tạo vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết, làm nổi bật vẻ tự nhiên và dịu dàng của phụ nữ Việt Nam. Áo dài không chỉ là một trang phục truyền thống mà còn biểu tượng của văn hóa và danh dự dân tộc Việt Nam. Xin được cảm ơn Hồng Mai đã mang tới chiếc áo dài rất đẹp trong buổi tối ngày hôm nay. Bước ra sân khấu là Minh Phú với phần đến từ thôn Thủ Ích 1 với những bước đi thướt tha huyền truyền trong trang phục áo dài đỏ với những họa tiết trên nền vàng rực rỡ tươi tắn, mang biểu tượng cho sự ấm áp, sức mạnh giàu có và sang trọng của hạnh phúc bền lâu. Tiếp tục bước ra sân khấu là Thanh Huyền đến từ thôn Thủ Ích 2. Hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam đã gắn liền với tâm hồn của người Việt từ nghìn đời nay. Dù ở đâu hay miền xa, thoáng chiếc áo dài trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Dù thời gian có trôi đi, chiếc áo dài vẫn cứ trường tồn. Xin quý vị hãy chào đón cô gái mang tên Thanh Huyền đến từ thôn Thủ Ích 2. Trong những năm qua, các cô gái thôn Thủ Ích 2 luôn chung tay cùng Hội Phụ Nữ xã Liên Châu và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Yên Lạc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp theo bước ra sân khấu là phần trình diễn của Kim Tuyến đến từ Chi Hội Phụ Nữ thôn Thủ Ích 3. Việt Nam được biết đến với hình ảnh đẹp của hoa sen. Sen là loài hoa giản dị, mộc mạc nhưng lại tinh khiết và thanh cao, mọc lên từ chỗ bùn lầy nhưng lại tỏa hương thơm nồng nàn. Vì vậy, hoa sen trở nên duyên dáng và đáng quý. Hoa sen là loài hoa mang ý nghĩa thiêng liêng, có sức sống vô cùng mãnh liệt. Cũng như người phụ nữ Việt Nam, bền bỉ, anh hùng, bất khuất, trung hậu và đảm đang. Tiếp theo, xin được kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng chiêm ngưỡng màn trình diễn áo dài của chị Thu Thúy đến từ Chi Hội Phụ Nữ thôn Thủ Ích 4. Qua trên mình trang phục áo dài khiến cho Thu Thúy thêm thướt tha, đầm thắm và hiền dịu. Màu đỏ của trang phục cùng với các nét văn hoa, hoa hồng trắng không chỉ là biểu tượng của truyền thống văn hóa Việt Nam mà còn biểu tượng của sự nhiệt huyết, mãnh liệt và mang đến sự may mắn, tài lộc, giúp cho chị luôn tự tin, tràn đầy sung sống, giúp cho quý khán giả. Áo dài Việt Nam là nét đẹp truyền thống, là bảo vệ văn hóa phụ nữ chúng ta, tự hào khi mặc chiếc áo dài. Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức màn trình diễn của Thu Hà đến từ trường mầm non. Áo dài từ nâu đã xuất hiện trong văn hóa của người Việt Nam và được xem là trang phục truyền thống của dân tộc. Có lẽ trong thâm tâm của chúng ta, áo dài đã là quốc phục, dù không nói nhưng nó đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ. Tà áo dài mang dáng vẻ thướt tha dịu dàng, thể hiện tâm hồn tính cách của người Việt. Tiếp theo là chị Huyền Thu đến từ câu lạc bộ nữ tiểu thương. Quý vị thân mến, quê hương là chùm kế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về sở cũ vàng bay. Thu Huyền đến từ câu lạc bộ nữ tiểu thương xã Liên Châu là một phụ nữ năng động, trung trẻ trung, mang trang phục áo dài màu đỏ. Với bộ áo dài vô cùng thức tha, Thanh Huyền tin tưởng rằng trong mỗi chúng ta, ai ai cũng có quê hương và luôn hướng về quê hương Liên Châu mỗi ngày. Và tiếp theo, xin được chào đón trên sân khấu phần trình diễn của đồng chí Đoàn Thành đến từ câu lạc bộ Zumba Nga Liên Châu. Xin được, chị mang trên mình bộ áo dài với thiết kế mang phong cách cổ điển của người phụ nữ thời xưa. Bộ áo dài mang màu tím Huế thân thương, màu tím Huế thể hiện tình cảm thơ mộng của xứ sở và tính thẩm mỹ của con người nơi đây. Phụ nữ Huế quan niệm đó là màu trắng trang nhã, một màu tím thủy chung, son sắc và không bao giờ thay đổi. Thiết kế áo không quá bó và cũng không xẻ tà quá cao, cổ quá cao vừa phải, mang một nét đẹp riêng rất đặc trưng. Vì thế, từ bao đời nay, chiếc áo dài đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt, đó là trang phục không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng của đất nước. Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời Thu Hòa đến từ Nhật Chiêu 1 sẽ bước ra sân khấu.
không cần quá xa hoa lộng lẫy, chỉ một tà áo thôi cũng đủ làm xo xuyến biết bao trái tim. Ở đâu có phụ nữ Việt, ở đó có áo dài Việt. Và áo dài không chỉ đơn thuần là trang phục truyền thống, mà chính là một nét đẹp văn hóa, nói lên nhân sinh quan và gói trọn tinh thần Việt. Bước ra sân khấu lúc này là Hồng Vân, đến từ thôn Nhật Chiêu 2. Chiếc áo dài làm tô thêm nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nét duyên dáng của người phụ nữ Á Đông. Áo dài thể hiện hiện thân của dân tộc Việt Nam. Một vẻ đẹp mỹ miều nhưng đậm thắm, một phần rất yếu trong mỗi phụ nữ Việt. Qua nhiều thời kỳ phát triển, áo dài không ngừng biến đổi nhưng vẫn đảm bảo tính truyền thống, góp phần tô nên vẻ thanh lịch, dân dàng của những người phụ nữ Việt Nam nói chung và người phụ nữ thôn Nhật Chiêu 2 nói riêng. Tiếp tục bước ra sân khấu là Thu Thủy, đến từ Thu Bảy, đến từ thôn Nhật Chiêu 2. Nhắc đến trang phục thì phải nói rằng ở bất cứ quốc gia nào, bất cứ dân tộc nào cũng đều có một trang phục truyền thống của mình. Dân tộc Việt Nam chúng ta cũng thế. Dân tộc chúng ta có một trang phục truyền thống nổi tiếng thường được nghe đến với cái tên áo dài Việt Nam. Chiếc áo dài mang vẻ đẹp rạng ngời, duyên dáng, dịu dàng, đậm đà bản sắc dân tộc. Chiếc áo dài góp phần tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua biết bao nhiêu thời đại. Tiếp theo bước ra sân khấu là vô cùng xinh đẹp với nụ cười tỏa sáng, đó là cô gái mang tên Thanh Hoan, đến từ thôn Nhật Chiêu 4. Trải qua bao thời kỳ phát triển của đất nước, tà áo dài Việt Nam đã được các nhà thiết kế cánh điệu, song vẫn giữ gìn được bản sắc riêng mà trên thế giới không có nơi nào có được. Áo dài được may những trong thời kỳ trọng đại của đất nước, của quê hương, áo dài tôn lên vẻ đẹp thẩm mỹ và đạo đức cao cả của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp tục bước ra sân khấu, xin được trân trọng kính mời Hồng Tươi đến từ thôn Nhật Tiến 1. Chiếc áo dài quê hương duyên dáng thướt tha, non sông gấm vóc mở nả đôi tà. Các đêm Đông Hải lung linh son, tạo phía Trường Sơn rực rỡ hoa. Đến nay, tà áo dài Việt Nam có sự biến đổi với nhiều kiểu dáng chất liệu, từ hiện đại đến phá cách. Nhưng dù thế nào thì chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam vẫn giữ được nét uyển chuyển và vô cùng gợi cảm. Và tiếp tục bước ra sân khấu, xin được trân trọng kính mời Hồng Thêm đến từ thôn Nhật Tiến 2. Quý vị thân mến, áo trắng đơn sơ, mộc trắng trong, hôm xưa em đến mắt như lòng, mở bừng ánh sáng em đi đến, gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng. Sự tinh khiết như tập trung vào tà áo ấy, chỉ nhìn ngắm thôi, bất cứ ai cũng có thể mơ về một thời đã xa, để thể hiện những biểu trưng vốn quý của người Việt Nam với bạn bè thế giới. Xin được chào đón đồng chí Thanh Lịch đến từ thôn Nhật Tiến 3 bước ra sân khấu. Quý vị thân mến, khi mặc chiếc áo dài đỏ, ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng, quý phái với những đường nét mềm mại. Áo dài tôn nên vẻ đẹp tự nhiên, mà mỗi tà áo dài là một tác phẩm nghệ thuật, đồng thời biểu hiện của sự lòng tự hào, yêu nước của người mặc nó. Áo dài không chỉ là biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc của văn hóa Việt Nam, mà còn là đại diện cho sức mạnh, quyền uy. Màu đỏ ta cảm nhận được sự tự tin, kiêu hãnh, đã tôn nên được sức mạnh của cả dân tộc. Tiếp theo, xin được chào đón phần trình diễn của Minh Phương đến từ thôn Thủ Ích 1. Và trên sân khấu là phần trình diễn của chị Minh Phương với những bước đi vô cùng thướt tha huyền truyền trong trang phục áo dài màu đỏ với những họa tiết hoa nền vàng rực rỡ tươi thắn, mang biểu tượng cho sự ấm áp, sức mạnh giàu có và hạnh phúc bền lâu. Xin được chào đón Thu Hương đến từ thôn Thu Ích 2. Và trước mắt quý vị đây là một mẫu áo dài cách điệu độc đáo với ý tưởng đột phá mạnh mẽ. Vai áo được thiết kế độc đáo lấy từ ý tưởng trang phục giống áo choàng quý tộc, phát lên sự sang trọng có phần mạnh mẽ. Kế đến hai cánh tay với hai tà bay thướt tha mềm mại, tạo sự thu hút. Phần họa tiết trên thân áo hình hoa và lá sen là một loài hoa mang biểu tượng của sự thuần khiết. Sự kết hợp của mẫu thiết kế này trên nền vải lụa mềm mại
mang hài hòa màu sắc văn hoa bố cục, đem lại cho chúng ta một tác phẩm vô cùng đẹp độc đáo. Và tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Minh Sáu đến từ thôn Thu X 3 với màu sắc chủ đạo là màu đỏ kết hợp họa tiết trắng và vàng, với hình ảnh hoa sen giống như sự thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam, đã mang lại sự nổi bật cho tà áo dài mà cô ấy đang mang. Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Minh Sáu với phần thể diện rất tuyệt vời vừa rồi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp tục bước sang sân khấu là màn trình diễn áo dài của Hồng Vân đến từ thôn Thụ X 4. Quý vị thân mến, Hồng Vân với những bước đi kiêu sa cùng trang phục áo dài màu đỏ kết hợp với những hoa văn do bàn tay khéo léo của người phụ nữ Việt Nam tôn nên vẻ đẹp của người phụ nữ Liên Châu truyền thống nhưng mang rất nhiều vẻ đẹp của hiện đại. Xin cảm ơn Hồng Vân, thôn Thụ X. Cảm ơn quý vị rất nhiều.